Quý vị và các bạn thân mến, tay chân miệng là một căn bệnh khá phổ biến trong những năm gần đây, xảy ra đối với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Hiện nay căn bệnh tay chân miệng chưa có thuốc chữa đặc trị. Nhưng nếu như chúng ta biết được nguyên nhân của căn bệnh này thì có thể phòng ngừa được bệnh cho bé. Và cuộc trò chuyện sau đây với bác sĩ Nguyễn Bá Soải, trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, sẽ giúp quý vị phụ huynh có con nhỏ biết được cách bảo vệ, chăm sóc và tránh lây lan căn bệnh này cho những người xung quanh. Tay chân miệng là bệnh thường xảy ra đối với trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt bệnh tập trung vào các bé dưới 3 tuổi. Bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Đơn cử vừa qua, trên địa bàn xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà vừa xảy ra một ca tử vong do bệnh tay chân miệng ở bé gái 35 tháng tuổi. Vậy đâu là nguyên nhân và cách phòng tránh căn bệnh này? Mời quý vị cùng gặp gỡ bác sĩ Đặng Bá Soải, trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để có được những thông tin bổ ích ngay sau đây. Bệnh tay chân miệng là một bệnh thường lây được từ người qua người. Về cái nguyên nhân của nó thường là do một loại virus đường ruột, thường gặp là cái nhóm Coxsackie A16 và Enterovirus 71, thường gọi là EV71. Bệnh tay chân miệng thì thường được lây qua đường tiêu hóa, từ các cái dịch tiết nước bọt của trẻ bị bệnh, từ các cái bệnh bọng nước của trẻ bị bệnh và phân của trẻ. Đó là một trong những cái nguồn lây nhiễm nguy hiểm nhất. Bệnh cũng thường là gặp ở cái lứa tuổi 10 tuổi, dưới 10 tuổi và cũng có thể gặp ở những trẻ lớn hơn. Bệnh tay chân miệng thường là diễn biến qua những cái thời kỳ. Thứ nhất là thời kỳ trẻ có một cái thời kỳ ủ bệnh từ 3 đến 7 ngày. Sau đó trẻ sẽ có những cái dấu hiệu khởi phát bằng những cái dấu chứng là loét miệng. Thì biểu hiện của dấu chứng loét miệng đó là trẻ sẽ đau miệng, chảy nước bọt, nước dãi nhiều và trẻ biếng ăn, đồng thời ở những trẻ nhỏ thì thường là bỏ bú. Về thứ hai là nó sẽ phát có những dấu hiệu sốt có thể có sốt nhẹ hoặc sốt cao. Và dấu hiệu thứ ba đó là dấu hiệu phát ban toàn thân. Đây là dấu hiệu đặc trưng của bệnh tay chân miệng. Những cái dấu phát ban bọng nước thường là gặp ở lòng bàn tay, bàn chân. Một số trẻ có thể là ngoài những cái vị trí ở tay chân, bàn tay và bàn chân thì nó có thể phát ban bọng nước ở đầu gối cũng như là mông và hậu môn của trẻ. Hiện nay về cái vấn đề điều trị bệnh tay chân miệng vẫn chưa có thuốc đặc trị. Tuy nhiên vấn đề điều trị cần phát hiện sớm và điều trị với bằng nâng đỡ thể trạng cũng giống như dùng những dinh dưỡng và vệ sinh thật tốt cho trẻ. Hiện nay ở bệnh viện thì đã sử dụng cái loại thuốc nâng cao miễn dịch cho trẻ bằng gamma globulin. Nhờ cái thuốc này mà chúng tôi cũng đã là giải quyết được một số vấn đề biến chứng của trẻ trong một thời gian qua. Việc vấn đề là phòng tránh ở bên này, cái thứ nhất là chúng ta phải rửa tay bằng xà phòng hoặc các thuốc sát khuẩn. Rửa tay khi nào? Khi thay áo quần cho trẻ, rửa tay khi thay là tả cho trẻ, cũng như khi mình xử lý phân cho trẻ thì những cái trường hợp đó chúng ta phải rửa tay bằng xà phòng sau khi làm những cái động tác đó. Thứ hai là các cái đồ chơi cũng như các cái vật dụng cũng như là các cái vật dụng dùng cho trẻ chơi thì chúng ta phải sử dụng các cái thuốc sát khuẩn như chloramin B 2% để sát khuẩn. Vấn đề thứ ba là bạn phải sát khuẩn môi trường bằng cách là ở những nơi mà trẻ đang sinh hoạt cũng như là trong khi trẻ đang bị bệnh ở cái môi trường, chúng ta phải sát khuẩn sàn nhà bằng dung dịch chloramin B 2%. Cũng giống như dùng các cái sát khuẩn dung dịch khác. Và khi trẻ đã bị bệnh thì tuyệt đối phải cách ly trẻ tại nhà.